Bạn đã bao giờ nghĩ đến một môi trường làm việc với quy trình sản xuất sử dụng năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường, tối ưu hóa chi phí sản xuất và được người tiêu dùng lựa chọn? Điện năng tiêu thụ trung bình trong một năm của nhà máy mình được tính khoảng 120 triệu kWh. Trong tất cả các nhà máy bia hiện nay tại Việt Nam thì có tới 80% nhà máy bia. Cái chi phí năng lượng trong giá thành bia là vượt tới mức so với khu vực. Sử dụng năng lượng hiệu quả có thể từ các giải pháp. 1. Giải pháp không cần chi phí. Thay đổi thói quen sử dụng năng lượng. Thông báo, nhắc nhở bằng văn bản đến tất cả các đơn vị cắt giảm điện chiếu sáng, thành lập một mạng lưới quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả gồm 13 thành viên và các đơn vị sản xuất trong nhà máy. Chúng ta sẽ hội thảo, tập huấn, đưa ra các cái tiêu chí thi đua cho người lao động, thay đổi các cái hành vi, thói quen sử dụng năng lượng. Và trong nhà máy chúng tôi luôn luôn có một dấy lên một cái phong trào tiết kiệm năng lượng. 2. Giải pháp chi phí thấp. Lắp đặt các thiết bị đo đếm năng lượng, bảo dưỡng định kỳ. Biện pháp thứ hai là biện pháp tiết giảm điện năng. Sử dụng hệ thống pin IC, áp dụng hệ thống pin IC để đóng ngắt điện ánh sáng trong nhà máy. Lắp đặt công tơ số và hiển thị trên màn hình trung tâm. Lắp đặt và thay thế những bóng đèn chiếu sáng bằng những bóng tiết kiệm điện. Những cái thiết bị mà dùng để kiểm soát các cái tiêu chí năng lượng để kịp thời xử lý các cái trường hợp các cái chỉ tiêu năng lượng vượt mức thông qua các cái thiết bị đo đếm trong toàn bộ cái dây chuyền. 3. Giải pháp chi phí cao. Đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến có hiệu quả năng lượng cao. Xác định cái tiêu chí phải cạnh tranh tốt trên thị trường, dự án nhà máy bia Sài Gòn chúng tôi ban đầu đã lắp đặt các cái thiết bị tiết kiệm năng lượng trên dây chuyền sản xuất, như cái thiết bị tiết kiệm năng lượng của nhà nấu, tiết kiệm năng lượng sử dụng cái khí metan thải ra trong quá trình xử lý thải để đốt lò hơi, sử dụng hơi trong quá trình sản xuất, và tiết kiệm năng lượng của các cái thiết bị dư thừa nhiệt như hệ thống thanh trừ, hệ thống gia nhiệt. Đặc biệt là chúng tôi lắp đặt toàn bộ các cái thiết bị biến tần để điều chỉnh năng lượng điện theo cái phụ tải trong quá trình sản xuất. Công ty chúng tôi đã sử dụng cái thông số là 75 biến tần. Kết quả của việc áp dụng công nghệ mới lắp đặt biến tần là tiết kiệm được khoảng 240 kWh. Và tính toán về giá trị kinh tế là tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đồng trên một năm. Sắp tới là công ty chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt khí thải, biến nhiệt khí thải thành điện năng và hòa vào mạng lưới điện của nhà máy để sử dụng. Chúng tôi đã tạo ra cho công nhân làm việc trong một cái môi trường thân thiện, an toàn, tiết kiệm tối ưu hóa về chi phí năng lượng. Các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ hiện đại hơn nhờ IFC, JICA và ADB đều có chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. Tham gia vào chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả mang lại nhiều cơ hội và lợi ích lớn cho rất nhiều doanh nghiệp. Dễ dàng tạo dựng thương hiệu đẹp trên thị trường và trong mắt người tiêu dùng, và hơn hết là lợi ích lớn về kinh tế và trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu từ ngày hôm nay với những hành động cụ thể. Bước 1, đăng ký tham gia chương trình. Bước 2, chỉ định cán bộ phụ trách quản lý năng lượng. Bước 3,
thực hiện kiểm toán năng lượng và thiết lập cơ sở dữ liệu ban đầu về tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp. Bước 4, lập kế hoạch thực hiện hệ thống quản lý năng lượng với các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Bước 5, thực hiện kế hoạch ở bước 4 và thực hiện hệ thống giám sát năng lượng sử dụng. Bước 6, báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng hàng năm theo mẫu của Bộ Công Thương. Bước 7, quảng bá về kết quả thực hiện sử dụng năng lượng hiệu quả.